Chương trình này được bảo trợ bởi Mua một ly Maccafe Latte, Mocha hay Macchiato cỡ nhỏ chỉ 2 đồng tại McDonald's Giá cả và địa điểm có thể khác nhau Để biết thêm chi tiết, mời quý vị vào trang covid19.ca.gov Thức dậy và dùng điểm tâm với món bánh mì gà khoái khẩu Mua hai bánh chicken McGuido's đậm đà hay mặt chicken biscuit nóng chỉ có 3 đồng rưỡi như hiền và lê thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cà phê sáng cuối tuần phát trên hệ thống của đài truyền hình Lido Sài Gòn TV bằng tầng 56.10, 14.2 trên trang nhà Lido Sài Gòn TV.com cũng như chúng tôi cũng đang live trên Facebook và cũng như chúng tôi sẽ chiếu lại trên YouTube nữa thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ bảy ngày cuối tuần ngày 27 tây tháng 2 năm 2021. Một lần nữa Lê Thái gửi lời chào đến quý vị và gửi lời chào đến chị Nhi Huyền. Chào Lê Thái và kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình cà phê sáng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là thứ bảy rồi thưa quý vị. Và ngày hôm nay mặc dù là tháng 2 nhưng chỉ còn một nửa tháng nữa thôi Là tới tháng 3 rồi là mùa xuân sắp đến rồi Thì quý vị thấy cái thời tiết những ngày hôm nay, cái tuần này ấm hơn rất là nhiều Và có có thể gọi là nóng nữa thưa quý vị Nhưng mà theo Nhi thì Nhi thích trời ấm Còn Lê Thái là Lê Thái thích trời như thế nào? <laughs> à, Lê Thái đã từng nói với à, chị Như Huyền cũng như là nói với quý vị khán giả Thì cái khí hậu mà lạnh thì Lê Thái vẫn thích hơn là khí hậu nóng à, Tại vì... À thường thường thì em em nghĩ rằng những người nữ người ta rất là sợ lạnh à, thành ra người ta cũng thích mùa nóng là cái điều, điều dĩ nhiên và một cái điều đặc biệt nữa là phụ nữ người ta rất là thích mặc những cái bộ đồ mà rất là sexy à, và chị như hiện kế bên đây cũng là thích những mặc bộ đồ rất là quyến rũ thành ra em nghĩ là chị thích cái mùa hè là chuyện dĩ nhiên đúng không dạ đúng rồi với mùa đông á trời cái thu lưu cái nhiều mình cứ thu thu nó quá lạnh thưa quý vị yeah. nhưng mà cũng không thích lạnh lắm so với Cali là thời tiết năm nay rất là ấm nhưng mà cũng cần cái thời tiết trời vào mùa đông để mưa để tới cái mùa hè năm sau thì mình không bị cháy rừng nữa nên dù sao cái mùa này quá nóng thì cũng sợ rằng là tới mùa hè này lại mình lại gặp cháy rừng nữa thưa quý vị à, và cái thưa quý vị nói đến uh, những cái mùa sắp tới thì uh, nếu như mà không có gì thay đổi thì khoảng uh, tháng tư đúng không chị Như yeah. Huyền thì chúng ta sẽ có cô uh, sẽ có cái vaccine ở uh, trên trình 50 phần trăm cái, yeah, dân 50 50 cái dân số là 50% à, đích là 50% cái dân số nước Mỹ sẽ được chích chúng ta đã có vaccine rồi nhưng mà tại vì là hiện nay thì một số cái người mà giống như trẻ tuổi thì chưa được chích ngừa à, thành ra chúng ta vẫn phải chờ đợi thôi quý vị nhưng mà mấy ngày qua thì chị Như Huyền có nghe thông tin là ở Việt Nam là đã có vaccine cái lô đầu tiên đã về Việt Nam rồi mới đúng cái không? lô đầu tiên thôi thưa quý vị ở Việt Nam thì có thể là trong năm này mà người ta dự đoán là cho tới at least của năm 2021 thì cho tới năm 2022 thì Việt Nam mới có thể là có vaccine vaccine đầy đủ được hoặc là chỉ gần tới khoảng chừng hơn 50% mà thôi. Nhưng nước Mỹ này của mình, mình sống ở nước Mỹ rất là may mắn. Cái lô vaccine đã được order rất là nhiều. Tới tháng 4 này thì at least cũng phải 50% hoặc là là hơn 50% thì tất cả mọi người ở US mình có thể vaccine và hy vọng cái cuộc sống của mình nó trở lại bình thường thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ ở phía Bắc của miền Nam Cali, ở phía Bắc thưa quý vị, ở những cái khu vực như là Santa Clara hoặc là những khu vực ở San Francisco những cái, cái khu business đã được mở lại bình thường, hầu như là 50% cái capacity tức là những người được vô đó bình thường lại rồi. À, rất là hy vọng cho tới khi mà Orange County trong tuần này mình trở lại bình thường hả? Dạ vâng, cũng hy vọng là điều đó sẽ được xảy ra ở cái quần cam của chúng ta ừ. và nếu như mà chúng ta được ăn ở uống ở ngoài trời mà chúng ta được vào trong restaurant rồi chúng ta uh -huh. cũng được đi thoải mái giống như những cái thời gian trước đây thì đó là một cái tin rất là đáng đáng mừng, yeah. rất là vui dành cho tất cả những người dân ở đang sống ở Hoa Kỳ ừ. bởi vì chúng ta đã trải qua một cái trận đại dịch rất là lớn và nó làm cho bó tay bó chân của chúng ta yeah. không thể đi làm không thể làm bất cứ việc gì cũng như vấn Đề ăn uống sinh hoạt này nọ đều bị đảo lộn hết và ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái không khí của uh, miền nam cali cũng trở uh, nên ấm hơn yeah. và mọi thứ trở nên tốt hơn và những cái ca nhiễm covid 19 cũng giảm đi thưa quý vị yeah. đó là một cái tin rất là đáng mừng yeah. và kính thưa quý vị cũng như thường lệ thì uh, những cái thông tin trong uh, cái chương trình cà phê sáng cuối tuần của như huyền và lê thái phụ trách uh, vào những ngày thứ yeah. bảy thì uh, chúng tôi vẫn đưa đến cho quý vị những cái thông tin xung quanh chúng ta uh, về khoa học kỹ thuật về đời sống cũng như uh -huh. về the animals thì ngày hôm nay như huyền và lê thái vẫn tiếp tục đưa đến quý vị những cái thông tin thú vị đó. Ừ. Và chị Như Huyền này à, nói đến cái loại rắn đuôi chuông thì không biết là chị có bao giờ mà chị nghe đến cái tên con rắn đó không? Rắn đuôi chuông ở rất nhiều ở khu Kalim rất là phổ biến và Nhất là mà khi là mình đi hiking ở những cái khu vực như là Crystal Cove hay là Devil Hiking thì những con rắn nó rất là nhiều dạ vâng và ở cái vùng mà Nevada hoặc là cái vùng mà Arizona yeah. hoặc là ở Florida và nó phân bố rất là nhiều ở nước Mỹ của chúng ta và kính thưa quý vị à, rắn đuôi chuông cái tên tiếng Anh mà chúng ta hay gọi nó là rattlesnake thì cái loại rắn này là một cái loại rắn rất là nguy hiểm. Uh, nó có một cái đuôi mà cái đuôi của nó gồm những cái lớp vảy nó có thể nó cạ vào nhau khi mà nó gặp kẻ thù hay là gặp một cái vấn đề gì đó mà nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của nó thì nó sẽ dùng những cái vảy đó nó cạ vào nhau và nó tạo nên một cái tiếng ở phần cuối của đoạn đuôi nó làm cho nó kêu lên để mà nó 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 trấn áp kẻ thù và cũng yeah. như là uh, nó làm cho hù dọa những cái người nào hay những cái kẻ nào mà nghe cái tiếng động đó ừ. và kính thưa quý vị rắn đuôi chuông là một trong những loài rắn rất là độc và độc nhất trên thế giới thì ngày hôm nay lê thái đưa đến quý vị một cái thông tin là một cái ổ rắn đuôi chuông gồm có tám mươi con nằm trong nhà người dân và nếu ừ. như mà đọc một cái title này Chị như hiện nghe là chắc một cái topic biết như đúng thế này người. thì rất là sợ đúng không? Yeah. Uh -huh. Một con thôi là người ta đã rất à là sợ rồi thưa quý vị nhưng mà đây là một cái ổ rắn đuôi chuông 81 con và cái thưa quý vị cái thông tin này ở nước mỹ thưa quý vị và nhận được thôi à như thắng à như là Thái biết rất nhiều về cái về cái độc độc của con rắn này thì chỉ có một cái câu hỏi rằng là nếu như mình bị cắn ngay lúc vừa mới biết cắn thì mình làm thế nào để mà mình uh, mình, mình prevent nó có nghĩa là không để cho cái 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 độc nó, nó chạy vào tim. Ờ yeah. à, thưa quý vị, nếu như mà chúng ta bị rắn độc cắn thì cái điều đầu tiên là quý vị không được di chuyển nhiều, là chúng ta phải ngồi yên một chỗ và yeah. chúng ta phải làm đặt cái cơ thể của chúng ta nằm cao hơn với lại cái vết cắn, tại vì khi mà chúng ta cái để cái vết cắn của chúng ta để thấp và nó nó có thể nó chạy cái nọc độc vào tim yeah. thì cái nguy cơ xác suất chúng ta mất mạng và chúng ta bị hoại tử tất cả những cái chi trên người chúng ta ừ. là rất là cao và chúng ta phải dùng một cái băng gạc hay một cái sợi dây nào đó cứng và chúng ta cột trên cái lúc trên cái chỗ mà con rắn cắn ừ. và phải dùng mọi cách mạnh nặng bớt cái nọc nọc độc từ trong cái vết thương đó ra bớt để mà nó 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 giảm được cái nguy cơ sát thương và giảm cái nọc độc để nó đi vào tim và kính thưa quý vị chương trình của chúng tôi còn rất là nhiều thời gian và lê thái và nhiều huyền sẽ quay trở lại cái tin này sau phần 2 của cà phê sáng cuối tuần quý vị giữ màn hình nhé